Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Và những thông tin về bộ ba iPhone mới của chúng ta, đấy là iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR, có lẽ là mọi người cũng đều đã biết rồi. Và bây giờ mình xin được chia sẻ một vài những quan điểm cá nhân của mình liên quan đến bộ ba sản phẩm này. Đấy là Apple hút máu vãi cả. Tại sao nói là Apple hút máu? Thì bây giờ mình sẽ đi đến với từng sản phẩm một. Và có lẽ là cái sản phẩm mà mình dự đoán là sẽ bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam á, thì đấy là cái con iPhone XR. Tại sao mình nói như thế? Tại vì mức giá của nó là rẻ nhất. Nó sẽ có dual sim và nó cũng sẽ có một vài những cái tính năng gọi là cao cấp. Ví dụ như là chip Apple A12, rồi là nó vẫn sẽ có camera smartphone khá là ngon. Thế nhưng mà ở cái mức giá 749 đô mà nó vẫn chỉ sử dụng cái màn hình HD cộng thì mình phải chia sẻ thật lòng với các bạn, đấy là Apple chơi khó chịu VL ra. Kích thước màn hình là 6.1 inch và độ phân giải nó lẻ, x chỉ có 800 mấy thôi. Tức là đây nó chỉ hơn cái tiêu chuẩn HD là 720 cộng có một chút xíu. Ôi trời, mật độ điểm ảnh PPI khoảng hơn 300, tức là nó tương đương với mật độ điểm ảnh của con iPhone 8. Mà hồi năm ngoái các bạn đều biết là iPhone 8 bị chê màn hình rỗ như thế nào rồi, thì bây giờ cũng tương tự là như vậy, không khác một tí gì. Và theo như mình chim lợn được thì mức giá niêm yết chính hãng của sản phẩm này tại thị trường Việt Nam sẽ là vào khoảng tầm 22 triệu, 21.990. Thì tức là 22 triệu cho một cái màn hình HD cộng thì thực sự mà nói thì không thể chấp nhận được cho một chiếc điện thoại, cho dù là nó có mạnh đến mức độ như thế nào và nó có nhiều tính năng đến mức độ như thế nào đi chăng nữa. Và đây chính là vấn đề đầu tiên mà Apple hút máu người dùng rất là ghê gớm. Điều thứ hai, ở con XS thì đồng ý là XS so với X nó không khác một tí tí gì về phần ngoại hình, chỉ khác biệt duy nhất một màu, đấy là cái màu gold ấy. Và lần này nó là gold bóng, kiểu bóng bẩy, sexy, sang trọng một tí. Thế nhưng mà xét về thiết kế bên ngoài đồng ý là nó giống nhau. Và Apple còn chơi khô máu đến mức độ là ép người dùng phải mua XS thay vì đây là có thể mua được X với một mức giá rẻ hơn. Điều này đồng nghĩa là X, như cái máy mình đang dùng này, nó đã bị khai tử rồi. Nó không được bán tiếp tục trên Apple Store, trên những hệ thống bán iPhone trên cả nước nữa, mà sẽ chỉ còn được bán dưới dạng đấy là hàng tồn của những đại lý vẫn còn hàng từ hồi năm ngoái. Và điều này đồng nghĩa là gì? Thay vì cái việc như mọi năm, khi ra mắt những sản phẩm mới thì Apple sẽ giảm giá những sản phẩm cũ. Nhưng bây giờ đồng ý giảm giá iPhone 7, giảm giá iPhone 8, không giảm giá iPhone 10 tại vì có bán nữa đâu. Giờ sao? Muốn có tương tự một sản phẩm như là XS mua mới đúng không? Không mua được, bắt buộc phải mua mới với giá 1.000 đô. Mà 1.000 đô đấy là chưa thuế, xong nhân thuế thiết các thứ về Việt Nam kiểu gì lại gần 30, giống như là hồi X năm ngoái. Tức là bây giờ các bạn sẽ không thể nào có một chiếc X với mức giá đâu đó tầm khoảng gần 20, mà kiểu gì các bạn cũng sẽ vẫn phải mua XS với giá đây là khoảng gần 30 triệu. Thì tức là lại thêm một lý do nữa khiến Apple hút máu. Nhưng mà thực sự mà nói thì mình nghĩ sẽ không có nhiều người mua con XS đâu. Tại vì chỉ thêm có 100 đô, các bạn đã có chiếc XS Max với màn hình lớn hơn, đẹp hơn, pin tốt hơn. Rồi là những cái nâng cấp về phía bên trong thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là cái sự chênh lệch giá của con XS so với con XS Max là 100 đô. Nhưng bù lại XS Max nó có màn hình lớn hơn, to hơn và thời lượng pin tốt hơn. Thì 100 đô đấy là xứng đáng để các bạn bỏ để nâng cấp từ XS lên là XS Max. Và điều này đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là lần này Apple mình nghĩ là chỉ dùng cái con XS để làm bàn đạp bán chiếc XS Max của tôi. Tức là mọi người phải hiểu, không mua được 1.000 đô để chúng ta thêm là 1.100 đô để mua XS Max. Và tức là gì? Apple lại có lãi thêm một tí. Và điều này đồng nghĩa là Apple lại hút máu người dùng thêm được một tí. Tại vì nói thật với các bạn, khi mà nhìn vào một sản phẩm với mức giá tầm khoảng 30 triệu so với một sản phẩm có mức giá tầm khoảng 33 triệu mà kèm 33 triệu to hơn, đẹp hơn, xịn hơn, pin tốt hơn, màn hình lớn hơn, thì kiểu gì ai cũng sẽ mua con 33 triệu. Thì tức là lại thêm một lý do khiến Apple hút máu thêm người dùng thêm một tí. Và cuối cùng mình nhận định thì đấy là việc Apple gần như không có một chút gì sáng tạo nữa rồi. Ở cái phiên bản năm nay thì không có một công nghệ gì mới, không một thứ gì mới, không một thứ gì ấn tượng, mà nó chỉ là hoàn thiện của phiên bản cũ. Chúng ta có thêm dual sim nhưng mà thực ra nó là công nghệ eSIM và một cái sim bình thường. Nếu các bạn muốn sử dụng hai sim vật lý thì bắt buộc đấy là thị trường Trung Quốc. Hên xui, đây là mình dùng từ hên xui, một vài những thị trường khác thì cũng sẽ có phiên bản hai sim vật lý nhưng mà nó hơi khó. Tại vì Apple sẽ chỉ tập trung một cái thị trường lớn nhất thế giới của họ, đây là Trung Quốc mà thôi. Mẫu quốc mã rồi. Thì hai sim vật lý, nhưng mà nếu các bạn xách tay cái phiên bản CSA này về đến thị trường Việt Nam thì sẽ bị giới hạn đôi chút. Tại vì bên đó thì sẽ chặn Google, mình không biết là về Việt Nam có bị chặn nữa hay không, hay là chúng ta sẽ không thực hiện được cái cuộc gọi đấy là FaceTime Audio. Lưu ý những cái vấn đề này.
Và có thể là mức giá sách tay của những thị trường Trung Quốc cho phiên bản 2 SIM nó sẽ cao hơn so với phiên bản 1 SIM bình thường. Nên là càng đấy, đã cao rồi, sách tay về nó còn cao hơn nữa thì không biết đâu mà lần nữa. Quá đắng, thực sự rất là đắng luôn. Và cùng thì đây là mình chia sẻ với quan điểm bản thân. Thì rất có thể là chiếc iPhone X Max 512 GB mới sắp tới về thị trường Việt Nam, phiên bản cây đi đầu tiên về thị trường Việt Nam ạ, rất có thể nó sẽ chạm mốc tầm 100 triệu. NANI? Các bạn biết vì sao? Tại phiên bản 512GB giá niêm yết trên site của Apple đã là khoảng 1.449 đô, chưa thuế. Tính theo thuế đơn giản thêm tầm 10% nữa, tức là vào khoảng tầm 150 đô, tức là 1.600 đô. Tính theo tỷ giá thì 1.600 đô nó loanh quanh đâu đó cả phí ship đã về Việt Nam tầm hơn 50 củ. Sau đó là đã là cây đầu tiên thì nó được đội giá lên tầm X2 thì tầm 100 củ. Wow. Các bạn đợi xem liệu có đến mức đấy không, như mình nghĩ tầm 70-80 củ hay 100 củ là có. Tại vì như hồi trước đây chiếc iPhone 6 Plus đã từng về Việt Nam với mức giá hơn 60 củ, trong khi đó mức giá của sản phẩm này nó chỉ tầm có 10 mấy triệu thôi. Thì cũng không có lý do gì để mà iPhone X Max phiên bản 512GB sẽ có mức giá tầm 100 củ cả. Tại bây giờ giá niêm yết chính hãng cho sản phẩm đấy tại thị trường Việt Nam, theo như mình chiêm nhận được, đã lên tới tầm khoảng 43 triệu rồi. Đắt hơn nhiều cái xe máy. Trời ơi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chuyện mà Apple hút máu người dùng hưu hút một cách cạn không mẹ được kiệt luôn? Thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Thực ra bây giờ iPhone X Max mà đắt quá thì có thể mua được chiếc iPhone 10 như này tại 7S với mức giá chỉ hơn 20 triệu chút thôi. Các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.